Hãy cùng Ice Five Channel tìm hiểu công thức làm đẹp với cà chua khiến da nàng căng bóng. Mặt nạ tự nhiên luôn được các chị em yêu thích và ưa chuộng. Với giá thành rẻ, dễ kiếm lại nhiều công dụng tốt, cà chua là lựa chọn hoàn hảo cho quá trình làm đẹp. Cà chua là thực phẩm tự nhiên chứa nhiều vitamin A, vitamin B6, các nguyên tố vi lượng, là những dưỡng chất quý có tác dụng là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, Cà chua còn có chứa sắc tố lycopene và beta-carotene, đây là chất có tác dụng chống oxy hóa, xóa bỏ nếp nhăn vô cùng tốt. Làm đẹp bằng cà chua rất đơn giản, đặc biệt với những chị em luôn bận rộn với công việc, ít có thời gian chăm sóc bản thân. Nếu sử dụng nước ép cà chua thường xuyên, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Da căng bóng, hồng hào, duy trì độ đàn hồi. Không chỉ dùng để ăn, bạn có thể làm đẹp bằng cà chua với nhiều cách khác nhau, đơn giản nhất là đắp mặt nạ. Một cà chua và đường nâu. Không chỉ giúp giảm mụn, làm trắng tự nhiên mà mặt nạ cà chua đường nâu còn giúp da rẻ mịn màng. Căng bóng, xay cà chua ép lấy nước, hòa cùng đường nâu theo tỷ lệ 2 giờ 1 phút, sau đó vệ sinh mặt sạch sẽ và đắp trong vòng 15 đến 20 phút hút. 2. Cà chua và dưa chuột Dưa chuột là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc đối với chị em, chứa nhiều vitamin C và axit cà phê ít giúp làn da khô ráp trở nên mềm mại hơn. Kết hợp hai loại nguyên liệu này với nhau sẽ mang lại kết quả bất ngờ. Cà chua, dưa leo lấy nước cốt, pha theo tỷ lệ 1 giờ 1 phút. Vệ sinh da mặt sạch sẽ, dùng bông thấm đều lên mặt, để trong vòng 15 đến 20 phút hút rồi rửa sạch mặt lại bằng nước. 3. Cà chua và nha đam Nha đam có tính dưỡng ẩm cao, cà chua giúp làm sáng da và trị mụn. Kết hợp hai nguyên liệu này với nhau, bạn sẽ tạo ra một hỗn hợp tuyệt vời để dưỡng da. Trong thời điểm không khí nóng nực, đây sẽ là cách cung cấp lượng ẩm tốt nhất cho da. Cà chua bỏ hạt lấy nước ép, nha đam lấy thịt xay nhuyễn. Pha theo tỷ lệ 1 giờ 1 phút, đắp lên mặt đã vệ sinh sạch sẽ và massage nhẹ nhàng. Sau 15 đến 20 phút hút rửa sạch lại bằng nước. 4. Cà chua và sữa tươi Sữa tươi không đường luôn là sản phẩm được lựa chọn kèm theo các nguyên liệu tự nhiên khi chăm sóc sắc đẹp. Chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng làm trắng da, tái tạo, phục hồi làn da bị tổn thương. Không chỉ có vậy, nếu sử dụng sữa tươi không đường thường xuyên. Những vết nám và tàn nhan trên da mặt bạn cũng sẽ biến mất. Cà chua xay nhuyễn trộn đều với sữa tươi không đường. Massage đều lên da mặt, để từ 15 đến 20 phút hút, rửa sạch bằng nước. 5. Cà chua và yến mạch Giúp trắng da và điều trị mụn hiệu quả. Loại bỏ tế bào chết từ sâu trong lỗ chân lông, mặt nạ cà chua yến mạch đa phần thích hợp với mọi loại da. Nước ép cà chua, yến mạch pha theo tỷ lệ 1 giờ 1 phút, xoa đều lên mặt từ 15 đến 20 phút hút. Sau đó rửa sạch lại bằng nước. Hy vọng những công thức trên sẽ giúp chị em có một làn da căng bóng, sáng mịn trong tiết trời khô nóng như hiện nay. Icefy Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 trên 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.